Xin các bạn nha. Wow, chúng ta cùng bắt cá ta đây. Wow, nhiều cá quá. Wow, anh em ơi, chúng ta cùng xem một đoàn cá em ơi. Wow, bắt con ta sọt cá chuối đấy các bạn ơi. Các em ơi, bắt được con cá chuối như to quá. Rồi, đẹp ơi, lần đẹp này để đây nào. Ok. Wow, một chú cua này. Wow, một chú cua đẹp quá các bạn ơi. Wow, cá sấu này. Đi nào, đi nào, đi nào. Wow. Wow, đi tiếp nào, đi tìm nào để vạch ra nào, vạch ra nào. Wow, một con cá bò này. Ui giời, nó khỏe quá bạn ơi. Ui, cá bò. Ui, nó dậy, cá bò đẹp quá này. Các bạn ơi. Wow, đã thả đây nhá. Ok. Số anh em ơi, đi tiếp nào. Wow, nhiều cá quá các bạn ơi, trúng mánh rồi. Wow, cá gì đây. Wow, một con chú cá chép. Một con chép nhỏ đi các bạn ạ. Các em ơi, ui xôi, cá đầy đập. Tháo đây nào, ok. Wow, cá gì đây các bạn ơi. Wow, một chú cá chép. Ui xôi, cá chép. Wow. Ui xôi, nó bề giỏi. Ui xôi, bề giỏi. Đứng lại cho tao bắt nào. Đứng lại cho tao bắt nào bạn. Bạn cá đứng lại. Ui, bắt được bạn rồi. Ui, bạn khỏe, nó khỏe. Ui, mình cảm ơn. Ui, đứng lại, bắt được rồi. Nhiều cá quá các bạn ơi. Cá này đẹp ơi là đẹp các bạn ạ. Wow, cá gì đây? Cá chuối. Xin chào chị cá chép. Na 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 na. Ui, vào đây nào. Ui, tôm hùm. Cá gì đây? Cá chép vàng. Tới nước. Tôm hùm Alaska. Xin chào anh tôm hùm Alaska. Wow. Ui, cá gì đây? Em ơi, hôm nay chúng ta đi bắt cá tiếp nào. Wow, trúng mánh rồi anh em ơi. Các bạn nhỏ ơi, nhiều cá quá. À, bây giờ mình phải dụ nó bằng kẹo mút nè. Các em ơi, lấy kẹo mút ra cho nó ăn kẹo mút xong mình bắt nó nhá. Ui giời. Kẹo mút đi. Cá coi. Ui giời, đây là cá chạy, cá chiếp này, cá chấm này, cá coi này. Ui giời. Wow. Ôi, ăn rồi. À, mình lấy xúc xích mình lấy các bạn ơi. Mình để xúc xích ra xong mình dụ nó nhá. Mình dụ nó nào, mình lừa nó ăn để ăn xúc xích nào. À, các bạn ơi. Wow, trúng mánh rồi các bạn ơi. Wow, hồ này nhiều cá quá này. Mình bắt này. Ăn rồi. Ăn rồi, bắt trượt rồi. Nửa lại cái nước nào. Ủa, mình dụ lại nào. Ăn đi. Chuột rồi. Xong rồi bạn ơi. Xong rồi, đến ăn tiếp. Ăn tiếp. Wow, cá chép, cá chấm, cá chê, cá trôi, cá, các loại cá các bạn ơi. Ui, đây là cá, đây cá chép đỏ này. Wow, xin chào cá chép đỏ. Cá chép đỏ ơi, đây này. Bắt đây, đây mình cho này, đây. Nó cắn mình quá, không phải nó cắn đâu, nó thơm ấy. Nó thơm mình nè các bạn ơi. Không bắt được. Ôi, đến đây mình cho ăn kẹo mút nè. Đến đây. Wow. Đến đây nào. Wow. Mình bắt được rồi. Thành công rồi. Thôi bye bye các bạn nha. À, thôi được rồi, để mai mình sẽ lấy cơm ra để cho các bạn ăn rồi mình bắt nhá. Ok, bye bye các bạn nha. Em ơi, xin chào các em, nên chúng ta cùng cho cá ăn xúc xích. Wow, cá xúc xích này. Chúng ta cho cá ăn xúc xích và chúng ta bắt cá nha các bạn nhá. Wow. Ôi giời. Nào các bạn ơi. Wow, mình phát hiện ra một chú cá này các bạn ơi. Ôi giời. Wow, chú này cá chép này các bạn ơi. Wow. Ui, mình bắt được. Đứng lại. Ui giời, bắt rồi. Wow, con cá này nó chạy nhanh quá bạn ạ. Wow. Sợ ra nó cứ mì các bạn ạ. Wow, đứng lại mình bảo. Cá ơi. Wow, ở đây có rất nhiều cá này các bạn ơi.
ơi, rồi cá nhiều ơi là nhiều con ơi, nhiều quá là con, wow nhiều quá em ơi, wow nhiều cá quá, wow nhiều cá quá bạn ơi, wow một cái to đấy bạn. Các bạn ơi, wow, nhiều cá quá các bạn ơi. Wow, và đây nhiều nước lắm bạn ạ. Mình đang đi bắt cá này các em nhỏ của anh ơi. Tiu 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 tiu. Con cá màu vàng quá. Ôi, cá này. Nước chảy thật là sóng chảy. Nhiều cá lắm này, wow, mây trồng quả lên các bạn. Ôi trời, nhiều cá các bạn.